Hello, xin chào anh em. Ngày nay mình lại làm thêm cái con ba bánh này. Và mình quay sơ qua cho anh em coi về cái con ba bánh này. Một cái mẫu bánh rất là đơn giản nhá. Đó. Mẫu bánh rất là đơn giản. Nhưng mà mình tận dụng vào công việc ấy, mình ra chở đi ngoài đồng ngoài áng này kia thì nó rất là tiện lợi nhá. Đó, hôm nay mình sẽ gắn vào cái xe cùi bắp này thôi. Đó, nhưng mà rất là khỏe cái xe này, xe Trung Quốc, nhưng mà mình để gắn luôn vào chiếc xe này nhá. Và bây giờ mình sẽ cân chỉnh cho nó bằng này. Cân chỉnh cho cái độ bằng của cái xe nhá, độ bằng, độ nghiêng. Và quan trọng nhất là cái phần bánh này nhá. Đối với làm chiếc xe này quan trọng nhất là cái phần bánh này. Phần bánh này mình căn cho cái bánh nó hơi nghiêng vào trong một tí nhá. Đó, đây là cái kinh nghiệm mình làm thì mình chia sẻ vậy. Còn anh em nào mình chỉnh thì theo cái kinh nghiệm anh em mình thì tùy. Đó, cái bánh này theo mình thì hơi nghiêng, hai cái bánh này với bánh bên xe máy nó phải hơi nghiêng vào trong một tí nhá. Còn nghiêng nhiều quá nó sẽ không tốt. Đó, như cái bánh này là nó hơi nghiêng vào trong một tí này. Đó, hơi nghiêng vào phía bên này một tí nhá. Đó, còn bên xe máy cũng vậy, mình sẽ chỉnh như vậy. Đó, bây giờ mình sẽ hàn kết cấu cái phần đó, phần cái xe ba bánh này vô cái xe máy đó nhá. Rồi tí mình hàn xong mình sẽ quay cho anh em coi nhé. Rồi đây là mình vừa hoàn thành xong chiếc ba bánh mình vừa gắn vào trong cái xe máy này nhá. Và đây mình quay toàn thể cho anh em coi nhé. Đây là cái phần kết cấu thứ nhất này, đó để nó bắt vào chiếc xe, và phần dưới là phần kết cấu thứ hai nhá, dưới với chiếc xe. Và phía sau này nó sẽ có, phía sau này nó sẽ hai phần, đó phần dưới phần trên nhá, sẽ hàn kết cấu vào trong phần cái khung xe của mình nhé. Phần này anh về mình sẽ hàn vào khung xe của mình và dùng nọ búng ốc, nếu ốc có thể tháo ra tháo vô được nhé. Đó, đây là phần phía trên này. Và mình sẽ quay phía sau. Đây là phần phía sau nhé. Đây là phần phía sau. Kết cấu của những cái bát để bắt vào đấy nhá. Đây là cái bát phía dưới. Trong kia là cái bát phía dưới. Phần dưới đây là một cái bát, trên này là một cái bát mình sẽ bắt hàn trực tiếp vào khung, và bên này mình dùng ốc nhá. Trên mình dùng ốc trên. Rồi vậy là ok, hoàn thiện xong cái phần chiếc xe ba bánh đơn giản này nhá. Mẫu này thì rất là đơn giản, nhỏ gọn. Mình đi nó không bị trơn trượt và nó rất là khỏe nhá. Đi làm đồng làm nương rẫy này, bên này là một cái chắn bùn mình sẽ lấy từ cái lốp, mình bẻ ngược lại mình làm cái chắn bùn nhá. Còn cái gắp này mình sẽ làm cái gắp độ. Đó, mình làm gắp độ này. Gắp từ cái U5 này, U5 của Thái rất là dày nhá. Đó, trên này mình sẽ làm một cái cục, và mình sẽ làm đó, làm hai cái cục căn ở sau cái bát thắng, mình làm hàn cái bản lề này để cho cái gắp nó nhảy lên nhảy xuống, chạy lên nhảy xuống nhá. Đó. Rồi. Ok, vậy là hoàn thành xong chiếc xe nhá. Thế mình sẽ chạy thử xem nào. Trời rất là mưa nhưng mà cũng phải ráng làm cho xong một chiếc nhá. Do người ta cần gấp để người ta đi cạo mũ. Ở đây mình làm những chiếc xe này cho người ta cạo mũ. Để mình nha. Rồi, xin chào các bạn nhé. Like video, chia sẻ và bấm đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé.